Để mày chơi về cái tổng hành dinh của anh Tú nè. Để bắn anh cái nè, anh cầm Tú anh bắn mình nè. Hiện tại là mình đang có mặt cái tổng hành dinh nhà của anh Khám Phá Phương Nam như vậy. Có con chó đẹp quá, mốt rồi chút nữa dụ anh sỉnh sỉnh rồi mình bê con chó đi về luôn. Mình bỏ này vô dạng tái á. Ăn nó ra ăn tái, ăn giống như kiểu là cháo cù lao á. Anh biết cháo cù lao không ta? Miền Tây. Đó, món đó của Nam miền Tây, còn món này của Tú Bình Dương. Tú Bình Dương này cơm cháy mỡ, sườn nướng. Sườn nướng. Con này là cái này là kiếm Nhật nha, là một kiếm người lận một cây một cái. Con này là gà bóp gỏi rau mớp nha các bạn. Kênh này là của anh Đông Đất Thép nha. Cái này là của anh Đông Đất Thép nha. Công bắp gỏi rau mớp. Công phu của anh luyện từ sáng giờ mới ra được dĩa rồi đó. Làm chứ luyện đâu. Còn đâu xanh để lại cái trái tim xin đầu vậy. Còn mà cái trái tim mập ú này là cũng tác phẩm của anh luôn. Trái này là trái đầu rồng nè. Trái tim mập ú này là của anh luôn. Hai cái dĩa ổi với hai cái dĩa ủ mì. Dĩa ổi dĩa của mày là dĩa la xét đúng không? Đưa anh kia luôn đi, chút mình đưa lại ha. Có một cái hả? Có một cái nồi nè hả? Đây có món khoai mì hấp dừa như vậy. Em đợi đổ mấy cái đó đi. Gỏi rau mớp. Rau mớp này là rau mớp xanh á, mớp gà ngày trưa qua làm chua. Phải không? Cái nước trụng rau mớp này là anh phải luộc nguyên con heo, rồi anh vớt con heo ra anh lấy cái gì đi? Lấy cái đó anh mới trụng rau mớp này. Ủa, cái can nước đem ở đây rồi mà. Có gà, có nấm với lại có ớt nữa. Có rau răm nữa nha. Hả? Đây đây nè chú. Rồi, nói biết là đúng rồi đó. Cái này nước muối nha anh Bạch. Đây. Chứ không phải nước mắm đâu đó. Nước muối. Nước muối mà em nấu nó kẹo ra vậy đó. Còn gà là sẽ có đường ở trong. Đây là cái thịt cáp gì lên này đây chưa chín mấy. Đây là món đặc biệt của anh Khám Phá Phương Nam chiêu đãi mấy anh em đi chúc bữa nay nha các bạn. Cái rau răm này mình sắc nhuyễn bỏ vô. Rau răm với ngò hả anh? Rau răm không hả? Rau răm không, rồi đậu phộng rang nữa. À đúng rồi, hột vịt rồi phải có rau răm nữa kìm lại chứ không mấy ông đi điên chết. Trời ơi dễ gì. Đây trứng nướng nha. Rồi bảo cho. Bánh bò này là mình nhét thịt bò ở trong thôi. Nấu này bánh bò chay em ạ. Trứng vịt lộn nướng nha. Mẹ thứ hai đây. Mẹ thứ hai của anh Khám Phá Phương Nam nha. Cận cảnh luôn nha. Quá hấp dẫn, khối nghi ngút luôn nha. Bỏ hủ hả? Nó nguội, tạch lắm. Nam anh em nè. Nam ăn với bà bán khoai cầm hai củ, Nam nhai tối ngày. Đây, trước tiên là... Cái gì đây Nam? Cá lóc phi lê. Cá lóc phi lê. Rồi. Hai miếng đi. Ông review mà ông quất hết dĩa. Hai miếng trong. Rồi sao nữa? Trong đổ hột gà. Bỏ vô. Đây. Hai miếng đừng nói múc hai muỗng nghe. Biết luôn ta.
nói chung nghi như là thầy chứ em tính là làm có muỗng mà anh nhắc em làm hai muỗng luôn nghi lắm anh nghi lắm rồi xong cho bầu vô đây bầu là sắc mỏng và nhuyễn ui sao gấp mà rung thế hả à, hai cộng bầu thôi được bầu mà nhiều mới ăn ngon anh hai cộng bầu hai cộng rau đắng thôi đúng rồi cái gì cũng ngang hết á rồi hai muỗng cháo thôi rồi trang cháo giờ mình sẽ đang trang cháo đang sôi vô đó. Nó nóng gì nữa đánh lên cho nó chín cá đúng không đó. Xong để gì luôn để gì luôn à, rồi xong rồi nó vừa tái tái cái đưa chén cho anh đó. Em giữ ra đũa với mũi hả bỏ cái chén vô miệng luôn hả nguy hiểm em không có khuyến mãi cái tiền đi gắt hành lá với ngò nữa cho nó thơm trời ơi rồi trộn đều lên đem đổ gốc chuối nha chuối tốt tiêu nữa nè dắt tiêu nè trời đó ăn cây thì rất nhiều ăn không cây thì ít thôi cho anh chén đi hả? Rồi xong rồi mình đem đi đổ vô gốc lan đi cho lan nó tốt đánh lên đó đánh lên đó cho hột gà nó hòa dưới trong cháo á cho nó chín cái hột gà đổ gốc lan ở bên bển mấy anh em ưu tiên làm cho phụ nữ đi cho phụ nữ đánh lên vô ồ nó cái chén cháo này nó thiệt chứ các bạn là nó bổ quá bổ luôn á ăn như vậy là tối nay thì sao ngủ đi này ông ăn bà khen luôn á có không không có không thì tí chuyện đó tính sao đi món này em làm nào giờ giờ em khen không anh cười đến bay rồi đó giờ không coi rồi bây giờ hấp cái nha đã nó mới đã tôi này nè đã nè bạn giờ nam sẽ hấp hấp thử nha có được bạch cái nữa ngon quá cái tật tôi xấu lắm tôi ăn ba cái này tối tôi chạy điên tôi mất cầu lắm luôn trời ơi nó ngọt quá các bạn ơi có đã nước miếng nữa nha hỏi tay quá mày nước miếng chảy lum này dỗ cái đùi cái coi cái gì dỗ thả đũa xuống dỗ giờ có nước dậm chân à hỏi ra rồi đây bây giờ là cái cá chín này các bạn cá vừa tái luôn đây nó vừa tái đó thấy không bóc khối luôn nè đó cá tái đâu thầm tái tái bỏ vô múc cái miếng cá nó đã chín luôn đó nhưng mà ăn miếng cá gì nó rất là ngọt rồi vô luôn nè đó trời cái điện nam nó ngọt mà nó mềm đã làm sao luôn cháo nó có gừng nó thơm nữa ăn miếng cá mà giống như múc chim chép vậy ta quá lạ quá anh mày cái này kiếm chai gù đế cho anh nữa có sao lưng cài rồi cái tiền mình nổi tiếng á nước muối tại vì nước muối ớt sao vậy mấy anh vô mình hay là mình vô bên đó cái tiền mình nó nổi tiếng á mình nhưng mà vậy là anh kỳ đưa nhân của bánh đi anh kỳ đưa nhân của bánh đi tắt đây đi